Tấm bức tường tráng gương Wallach thi công dễ dàng nhưng mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. Khi thi công các diện tường lớn, đã bao giờ các anh em phải gồng mình để khiêng những tấm ốp tường quá nặng hay cảm thấy khó chịu khi trên tường nhà có quá nhiều vết nối? Nếu không thì chất liệu làm tấm ốp quá kém, sử dụng 1-2 năm đã bị gia chủ phàn nàn vì bong chóc bạc màu. Hiểu được những hạn chế to lớn của các tấm ốp trên thị trường, Wallach đã dày công nghiên cứu và cho ra mắt tấm ốp tường tráng gương Wallach với trọng lượng nhẹ, kích thước khổ lớn, công nghệ in 3D hiện đại và chất liệu nhựa PVC foam cực bền. Trọng lượng nhẹ giúp quá trình thi công trở nên dễ dàng. Kích thước khổ lớn giúp hạn chế tối đa các vết nối trên diện tường thi công. Công nghệ in 3D hiện đại mang đến chất lượng hình ảnh siêu nét cho tấm ốp. Chất liệu nhựa PVC foam có độ bền lên tới 50 năm, bất kể thời tiết nắng nóng hay ẩm thấp cũng không làm thay đổi chất cốt nền. Wallach sử dụng keo chuyên dụng và băng dính xốp để liên kết tấm ốp với tường nhà. Băng dính xốp có vai trò dính nhanh, keo chuyên dụng có vai trò dính chắc và dính lâu. Tấm ốp tường tráng gương Wallach có thể ứng dụng để trang trí bức vách TV, phòng khách, phòng ngủ, quầy lễ tân và các không gian khác, mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho không gian nội thất. Để biết thêm chi tiết sản phẩm, quý khách vui lòng truy cập website wallach.vn, liên hệ ngay hotline 0989 840 322 hoặc 0968 999 970 nếu quý vị cần bất cứ sự trợ giúp gì. Hãy luôn theo dõi Wallach để cập nhật những xu hướng mới nhất trong trang trí nội thất nhà. Cảm ơn quý vị đã đón xem video này. Chúc quý vị có một ngày mới thật an lành. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.